nhắm vào Salem. Người chơi hỗ trợ, và như Linh San nói, có một cái bể tướng rất là rộng, cùng với đó là vị trí của Nomel nữa. Rostoya đã quyết định ban đi những cái trận tướng đường đơn, đó là Kermil, và thậm chí là họ tự ban đi Rankton đúng không? Nếu anh nhìn không lầm là như vậy. Còn ở thời điểm hiện tại thì first pick đến từ BFC sẽ làm con Riven, có thể nằm trong tay của Zeki hoặc Maru. Trận đấu này thì KT ở bên phía của đội 2 họ cảm giác là hơi quan ngại cái con Director sẽ được khóa vào dành cho bên phía của BFG và họ chủ động ban đi luôn. BFG có Revenge, và đổi ngược lại thì KT roster họ đang sở hữu cho mình Galio cùng với Senna. Tôi vẫn chưa biết là đây sẽ là Galio đường giữa dành cho Isaac hay nó sẽ nằm ở vị trí hỗ trợ cho Salem nữa. Salem đã từng sử dụng Galio ở vị trí này và mang lại những cái hiệu quả nhất định trong đội hình của KT, và thậm chí nó đi cặp với Senna cũng rất là ổn. BFG có hai sự lựa chọn đến từ hai cái mẫu tướng mà có cái khả năng ra vào giao tranh rất là hay, Seraphine cũng như là thêm còn Ahri nữa. Ahri này sẽ nằm trong tay của Nord ở vị trí hỗ trợ, và Devil sẽ tiếp tục chơi Ahri ở ván đấu thứ hai này. Còn Roster Young thì họ có Senna và Galio, thêm Lee Sin đi dừng trong tay của Dio, và đây sẽ là Fiora đứng trên trong tay của Rattel. Thế thì rằng cặp đôi Galio và Senna cũng là một cặp đôi rất là ổn ở khu vực đứng dưới. Còn BFG thì sao đây? Một con Rengar dành cho vị trí của Zeki ở vị trí đi rừng, và Lifehack sẽ lựa chọn cho mình Ashe để đi cặp với Seraphine trong tay của Nord ở trong ván đấu thứ hai này. Seraphine đứng dưới đi cặp với Ashe, một cặp đôi cũng khá là mạnh khi đạt cho mình cái cấp độ 5. Và ở trong cái phiên bản 2.4B thì Seraphine cũng có thể tích hợp được với cái triệu vale rely để có thể giữ chân đối phương một cách khá là ổn. Và tôi không biết ở trong quá thi đấu này thì anh ta có muốn lên đồ theo cái thiên hướng như vậy hay không sau những cái món đồ búp mà anh ta có. Để xem ván thi đấu này bên phía của BFG họ sẽ làm như thế nào với đội hình tôi nghĩ là giàu sát thương hơn và khó chịu hơn với những tình huống làm chậm hay thậm chí là giữ chân của Ashe, Seraphine, Ahri và Riven nữa. Trong khi đó bên phía của KT roster thì cũng là một đội hình băng vào tốt với một nguồn sát thương vật lý dồi dào. Thường thường thì ở trong những cái đội hình mà bạn đã có rất là nhiều lượng sát thương vật lý như thế này mà Galio lại nằm ở vị trí hỗ trợ thì tôi hay thấy Galio không lên nhiều, lên theo thiên hướng sức mạnh phép thuật lắm. Hầu hết những vị tướng Galio ở vị trí hỗ trợ đều lên theo kiểu chống chịu mà thôi, thì nếu như vậy họ sẽ hơi thiếu sát thương phép ở trong giai đoạn về sau của ván thi đấu. Không, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một con Galio sát thương phép với từ Nomel khi mà anh ta thì mà nó đang nằm trong tay của Nomel chứ không phải nằm trong tay của Salem. Salem sẽ làm con Senna hỗ trợ không pha và nhặt linh hồn, còn Nomel sẽ được pha và anh ta sẽ lên có thể sẽ là full sát thương ở trong trận đấu này, và lượng sát thương phép thuật đến từ bên phía của Roster Young nó hơi bị thiếu hụt một chút. Maru cánh trên với kèo Fiora và Riven, một kèo mà thiên rất là nhiều về kỹ năng cá nhân, và đây cũng sẽ là một cái điểm nóng ở trong cái trận đấu thứ hai này. Ngược hướng trở lại, mặc dù chúng ta nói rằng Roster Young có một con Senna hỗ trợ thì bên phía này cũng có một Ashe hỗ trợ trong tay của Nord, và Lifehack sẽ đánh cho mình một Seraphine, một con Seraphine để có thể đương cự lại, có thể sẽ là một con Seraphine vẫn sẽ là level full sát thương ở như ở trong ngày thi đấu hôm nọ mà Lifehack anh ta sở hữu mà thôi. Seraphine ở vị trí xạ thủ và anh ta đang sở hữu cho mình sốc điện. Một pha hỗ trợ đẩy đường đến từ Zeki với Rengar cấp độ 3. Có lẽ là anh ta sẽ... Tôi không biết là anh ta có muốn di chuyển lên nửa trên hay không. Nếu mà anh ta di chuyển lên nửa trên thì sẽ là một tình huống đụng mặt với cả Lee Sin ở phía bên kia. Còn nếu như xuống nửa dưới thì sẽ là một điều về cua dành cho cả hai người trên đi rừng. Đã có những cú ping đến từ BFG ở khu vực đường giữa, nhưng có vẻ như họ đang muốn di chuyển lên nửa trên, nơi mà Đô cũng đã vừa mới lộ tầm nhìn. Với hôn gió thì BFG đang có được cho mình một chút những ưu thế ở trong cái bụi này. Nhưng câu chuyện là Roster Young họ chẳng có bất cứ một cái lý do gì để bước vào một cái bụi không có tầm nhìn cả. Cái lý do face check sẽ là không đủ để khiến cho Roster Young gặp bất lợi trong cái tình huống đứng dinh trước đó đến từ bên phía của BFG. Roster Young sẽ đẩy khu đứng dưới từ Isaac, cua ở nửa trên dành cho Zeki, chính xác hơn là dành cho Dio và đồng đội, còn Zeki cũng như là Devil sẽ kiểm soát cua dưới mà thôi. Cánh trên là những tình huống trao đổi chiêu, và với phản đòn thì Rattel cảm giác đang là người gây ra được áp lực lớn hơn so với những gì mà Baru gây ra vào người ngược hướng trở lại vào người của Rattel. Devil cũng như là Isaac đang liên tục có những tình huống trao đổi chiêu, những cái lượng trả sát thương ngược trở lại đến từ một con Ahri khi mà có quả cầu ma thuật ở cấp độ 2 cũng là tương đối ấn tượng. Roster Young bơi về nhà từ vị trí của Nomel và Salem, và họ quay trở lại ngay lập tức khu vực đường của mình. Nomel sẽ hướng lên cho mình một cái gậy trừ sinh, cái triệu trừ sinh. Trong khi đó thì Salem sẽ làm cái dù đen với trang bị đầu tiên của con Senna hỗ trợ.
Mặc dù vậy thì ở khu vực đường dưới này vẫn đang là lợi thế bên để lính dây cho bên phía của BFG với cả Seraphine và Ash. Thì có lẽ là họ vẫn sẽ giữ được một cái lực đẩy lính và sức ép để có thể hỗ trợ người chơi đi rừng của mình trong tình huống kiểm soát rồng mà thôi. Trong khi đó thì nửa trên đang là nơi mà bên phía của KT họ đang kiểm soát tốt hơn khá là nhiều. Lượng mắt để lại trước đó sau một tình huống xâm lăng đến từ Lee Sin, nó sẽ đảm bảo cho Rathel có tiếp tục một khoảng thời gian đi đường là mạnh mẽ hơn và cũng là chủ động hơn nữa. Nãy giờ những pha trao đổi chiêu chúng ta là người làm tốt hơn với việc là chém được trúng điểm yếu và cũng outplay được những pha lao vào đến từ Revenge của Maru. Anh ta làm choáng đối phương với cái phản đòn. Thì tôi nghĩ là cái kèo thi đấu này nó sẽ là kèo trên một chút đến từ vị trí của Rathel và anh ta đang làm khá là ổn cái khoảng thời gian đi đường của mình. Khu vực đường giữa thì cảm giác khá là cân bằng đến từ cặp đối đầu của Ari cũng như là Z, và như tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, Ari hoàn toàn có thể outplay Z với một tình huống mà anh ta sau khi Z sử dụng rối tử thần thì Ari ngay lập tức có thể có một cú hôn gió đằng sau lưng của bản thân mình để ngay lập tức tránh được cái việc mà bị dồn thêm những lượng sát thương đến từ một pha xoay kiếm hay là thêm một những cái tình huống phi tiêu đến từ đường giữa bên phía của Roster Young. Không bị gặp nguy hiểm với Cleaver, thậm chí là anh ta có cú hôn gió thành công cấu đi một phần tư cây máu của Dio. Áp lực ở cánh dưới vẫn đang thuộc về các thành viên bên phía của BMG, còn ngược hướng trở lại thì đường trên cảm giác rằng Rathel đi đường ổn áp hơn rất là nhiều so với lại vị trí của Maru. BMG sẽ khởi động con rồng với việc là cặp Nott và Lahack từ đầu và đấu vẫn duy trì được cái thế đẩy lính là nhanh hơn so với lại Nomad và Salem. Tôi vẫn chưa thấy những cái ngược hướng trở lại đến từ Dio. À đây rồi, anh ta cũng sẽ có được cho mình con dựa khai đứt đầu tiên của bản đấu thôi. Sau khi bên phía của BFG họ dứt điểm với con rồng thì họ đang muốn di chuyển lên khu vực nửa trên để can thiệp vào sứ giả, nhưng vừa rồi là cung ánh sáng, tôi xin lỗi, nó là cái đại băng tiễn thì nó không trúng ai cả và chỉ có mình một mình đi vô phía bên này thôi. Anh ta mất đi phi hồ của mình để lui về nhưng vẫn bị giữ chân sát thương là khá nhiều, sát thương là đủ và đó là chiến công đầu dành cho vị trí của Isaac. Phía bên này là sóng âm vô ảnh cước, nó găn trúng vào vị trí của Maru. Maru mất đi tốc biến nhưng vẫn đang bị làm chậm tốc biến, nộ long cực đá ngược về và Maru sẽ là người tiếp theo phải nằm lại. 2-0 dành cho KT. 2-0 dành cho KT Roster. Chính xác là Roster Young với một tình huống mà thiết lập tốt hơn ở khu vực hàng sứ giả. Hay chính xác hơn là bên phía của BMG họ hơi tham lam thái quá. Mặc dù kiểm soát được con rồng đầu tiên nhưng với những ý định tấn công đối phương, đi vô dính hai phi tiêu ở vị trí của Isaac và sau đó anh đã dính thêm cả dấu tử thần có thiêu đốt trên đầu và lên bảng điểm số với sát thương đủ đến từ một con Z trong tay của Isaac. Tiếp tục là Maru bị tấn công và Dio rất xuất sắc với cú flash R, cú đá ngược về với nút lóng cước và người dứt điểm thành công cũng cực kỳ là xứng đáng thôi, đó là Lee Sin trong tay của Dio. 2-0 về điểm hạ gục và 2-1 về trụ dành cho KT. Họ đang dẫn trước ở phút thứ 5 với con số là hơn gần 3k tiền ở phút thứ 5, một con số mà tôi nghĩ là họ đang có một khởi đầu cực kỳ là thành công với việc là kiểm soát sứ giả, sau đó thì có được trụ một ở nửa trên và những tình huống giao tranh họ cũng là người lớn hơn nữa. Con rồng thứ hai của ván thi đấu này nó vẫn chưa xuất hiện nhưng cảm giác là KT đang chiếm được những quyền kiểm soát rất chủ động ở khu vực đường giữa. Z trong tay của Isaac vẫn có mặt ở khu vực đường dưới để tiếp tục cái đợt đẩy của mình và Ram cùng với những người đồng đội trong việc kiểm soát con rồng tiếp theo và để xem cái câu trả lời bên phía của BFG sẽ là gì. Họ đang đi di chuyển chung cả 4 thành viên với nhau với mong muốn bắt lẻ được ai đó. Thực ra với một cái đội hình này, nếu như một cái pha đại băng tiễn trúng đến từ vị trí của nó cộng thêm chiêu cuối đến từ Lihack thì họ hoàn toàn có thể bắt chết được một mục tiêu ở bên phía của KT. 2-0 dành cho bên phía của Roster Young. Họ vẫn đang có một cái sức ép nhất định vào cái phần đội hình của đối phương khi mà lượng trụ chênh lệch lượng tiền cũng đang là khoảng tầm gần 4.000. Isaac liên tục sử dụng phân bóng cũng như là có những cái tình huống phi tiêu để gây sức ép. Jackie dính sóng âm vô ảnh cước cho có cú đá ngược về, dính quá nhiều hiệu ứng, Jackie giải rất nhanh với hai lần đúp. Anh ta lùi về thành công, quay ngược trở lại trả đòn đến từ các phía bên phía của BFG, nhưng đó là dấu tử thần đến từ Isaac, mục tiêu đó là Lihack. Đủ sát thương hay không đây? Câu trả lời là không, thì Lihack anh ta có rất nhiều giáp cũng như là lượng hồi phục mà anh ta tự tạo ra cho bản thân của mình. Không có bất cứ ai phải lên bảng điểm số cả. Lượng tài nguyên được đầu tư đến từ bên phía của Roster Young là khá nhiều khi mà Isaac mất hai phép bổ trợ. Salem cũng tương tự như vậy. Chiêu cuối đã được sử dụng đến từ cả Dio, cả Isaac cũng như là cả Salem. Còn bên phía bên này, Jackie là người mất tốc biến. Cú chiêu cuối đến từ Jackie với một con Rengar, thậm chí là cả Evil với phi hồ Lifehack cũng như là Nott cũng đã được đầu tư ở trong cái pha thi đấu mà rất nhiều những cái lượng tài nguyên được cả hai bên sử dụng nhưng chỉ đơn thuần là trao đổi chiêu mà thôi.
Thậm chí là hai phép bổ trợ đến từ La Hách cũng đã không còn nữa. Tôi nghĩ là anh ta nên cân nhắc lên đồng hồ cát trong cái phút giây tiếp theo để ít nhất là bảo vệ bản thân mình an toàn trong những pha lao vào đến từ bên phía hồ KT. Họ có được những cái chất tướng có thể bắt được vị trí của La Hách như là Z hay thậm chí là Lee Sin với cái khả năng băng bổ vào. Đến giờ anh ta vẫn làm khá là tốt với những tình huống ít xét của mình. Và nó là một trong những cái tiền để mở giao tranh rất là tốt dành cho bên phía của KT Rollster. Vừa rồi là đại băng tiến trúng nhưng khoảng cách của họ là hơi xa, nó không thể tiếp cận được đến từ bên phía của BMG nữa. Hai chiếc khăn giải thuật được lên của KT Rollster, nó nằm trong tay của Lee Sin và đường dưới Salem. Hơi khó ta, nếu mà đại băng tiến trúng của hai người này thì cũng rất là khó để thể tiếp cận họ khi mà có khăn giải thuật ở trên người. Quả thực là như vậy, khi mà những cái tình huống mở giao tranh chớp nhoáng đến từ một cú đại bằng tiến được lái đến từ một con Ash trong tay của Nod, nó sẽ bị gọi là làm khắc chế một cách rất là đơn thuần bởi cái cú khăn giải thuật của đối phương mà thôi. Hôn gió thành công, Isaac dính hôn gió quay ngược trở lại trả đòn với một cái dấu sát thủ và cái lượng máu mất đi từ Devil là khá lớn. Đứng dưới đang là sức ép đến từ Roster Young và họ mở luôn cho mình con rồng thứ hai của bản đấu. Roster Young đang muốn cân bằng dòng của đối phương nhưng rõ ràng là BFG sẽ không để điều đó xảy ra một cách đơn giản đâu. Họ vẫn đang cố gắng tràn vào, nhưng lượng kiểm soát tầm nhìn vẫn đang là tốt hơn. Kuka lan tỏa từ La Hách, nó không trúng ai cả, hắc ám soi dọi trúng rất nhiều người. Cú đá trúng hai người đến từ Dio để giúp cho các thành viên bên phía của Roster Young lùi về được với vị trí an toàn. Chém gió đến từ Maru cũng đã được sử dụng, nhưng không ai phải lên bảng điểm số, chỉ đơn thuần là trao đổi chiêu đến từ các player của chúng ta mà thôi. Cánh dưới đang là khả năng đầy lẻ đến từ Vassel với một con Fiora và tôi tin rằng Zeki, cái cú chiêu cuối của anh ta bật lên cũng chỉ mang một cái màu sắc là dọa, hù dọa đối phương mà thôi, nhưng không đủ để có thể hù dọa Vassel khi mà một con Fiora cũng đã có cho mình tam hợp. Và với lượng sát thương mà anh ta tạo ra, kể cả Zeki có thể anh ta có lao vào thì anh ta mới đang là người gặp nguy hiểm. Tôi cảm giác con Jenga trong tay của Zeki nó vẫn đang trên phương diện là mèo nhà mà thôi. Nó vẫn đang chưa tiến hóa và anh ta chưa có được một cái câu trả lời cụ thể nào ở trong ván thi đấu này cả. Chỉ là anh ta chưa bị out về tiền so với cả Lee Sin ở phía bên kia thôi. Còn cảm giác là Lee Sin trong tay của Tio vẫn đang làm rất là tốt ở trong những pha giao tranh 5v5. Một pha mà muốn cướp đi bộ xanh sau găm chúng, tôi nghĩ anh ta nên về. La Hách vẫn còn ở đây, vẫn quyết định lao vào, không cướp được bùa. Những dấu sát cặp đôi bên phía của BFG cũng không quyết định tấn công. Mặc dù có họ vẫn gây ra được rất nhiều sát thương trong những pha giao tranh trực diện với KT Rollster, nhưng xét về thế lính và khả năng chủ động thì KT Rollster vẫn đang là người làm tốt hơn về hai mặt này. Khả năng đầy lẻ đấy từ bên phía của Rollster Young cũng rất là vượt trội so với lại những gì mà BFG họ sở hữu. Họ sở hữu con Z cũng như là một con Fiora đang rất xanh xao của Isaac và Rattel. Và với việc là hai người này đang khá là mạnh ở thời điểm hiện tại thì những cái tình huống mà đầy đường cánh đến từ BFG sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Maru không thể nào đứng cự được với một trong hai người này. Và Dio đang gặp nguy hiểm nhưng ta có hộ thể lưu về một cách cực kỳ giản đơn mà thôi. Chỉ đơn thuần là tình huống cướp đến từ một con Rengar trong tay của Zeki, khiêu khích thành công Domel, anh ta gây ra rất nhiều hiệu ứng, Devil gặp nguy hiểm, lao thẳng vào có luôn siêu dáng thế đáp xuống. Góc này thì Isaac bắt buộc phải lùi về khi lượng máu của anh ta mất đi là khá lớn. Lại hack đóng đồng hồ câu giờ, những tỉnh đồng hồ anh ta sẽ bị hạ gục bởi Rattel. Thêm những cái điểm hạ gục dành cho các thành viên bên phía của Roster Young với 3 mạng nằm xuống với các thành viên của BFG, và đây sẽ là Baron Free dành cho bên phía của Roster Young mà thôi. Thực sự là cái khả năng băng bổ vào đến từ Roster Young đang là vô cùng mạnh mẽ. Họ có 5 điểm hạ gục, trong khi đó bên phía của BFG chưa gỡ là được bất kỳ điểm hạ gục nào cả. Ở nửa dưới của bản đồ thì Rattel đang làm tốt trong cái khả năng đẩy lính gọi là solo title 1-1 với mình, với Maru ở phía bên kia. Vừa rồi là Baron dành cho bên phía của Roster Young. Chúng ta cùng xem lại tình giao tranh này. Khi mà Ahri bị giữ chân bởi chưa Salem, anh ta cố gắng lui về, nhưng đó là một pha có mặt rất tốt đến từ vị trí của Rattel với đại thử thách. Anh ta tấn công và chém từng người một. Nov là người bị giữ chân lại phía đằng sau với một Ash không có quá nhiều độ cơ động và công cụ để bỏ chạy. Liên tiếp những điểm hạ gục rơi vào tay của KT, và họ có luôn được con Baron ở phút thứ 11. Và tôi nghĩ khá chắc là với con Baron này họ sẽ lấy được ít nhất là những cái dàn trụ hai của đối phương. Rất đơn giản với một tín hiệu dịch chuyển để có thể chặn đầu các thành viên bên phía của BFG đến từ Rattel, và anh ta được bảo kê với một siêu dáng thế đáp xuống nữa. Sát thương là rất lớn đến từ Fiora trong tay của Rattel ở thời điểm hiện tại, khi mà anh ta đã xong cho mình thêm một cái gương vô danh sau một cái tam hợp kiếm mà anh ta đã sở hữu trước đó. Như tôi đã nói thì khả năng đẩy đường cánh đến từ các thành viên bên phía của Roster Young đang vượt trội hoàn toàn so với những gì mà BFG sở hữu. Và với bộ lại Baron thì những cái tiền đề để có thể có được điều kiện thắng với Roster Young
lại càng được khẳng định hơn. Hai đường đang được đẩy đến từ roster Young, tôi thậm chí là cả ba khi mà Isaac đang ở khu vực đứng dưới. Trụ thứ hai khu vực đứng dưới sẽ là đích đến từ đứng giữa bên phía của roster Young, còn ngược hướng trở lại thì bốn thành viên còn lại đang muốn di chuyển xuống để có thể hỗ trợ thêm với tình huống này. Họ sẽ tập trung ở khu vực đứng dưới và sau đó muốn gây sức ép vào cái trụ hai. Bộ lợi Baron vẫn còn và họ cần phải tối ưu hóa cũng như là sử dụng triệt để cái bộ lợi Baron được có trên người. Lượng tiền tranh ở phút thứ 13 của ván thi đấu nó đã là hơn 10k tiền rồi. Không biết là BFG sẽ phải xử lý như thế nào ở trong một ván đấu đang có sự chênh lệch quá nhiều về đồ đạc cũng như là lượng sát thương như thế này. Tiếp tục là rồng dành cho KT và họ đã có được con rồng nước, con rồng thứ 3 của ván thi đấu. Khả năng trận đấu này cái kết quả nó cũng đang khá rõ, dấu ấn tử thần được kích hoạt và ngay lập tức là đại băng tiễn tới chỉ để giúp cho Jenkins ta lui về mà thôi. Ta bộ kiếm được sử dụng đến từ Maru nhưng ta cũng không tiếp cận được vòng chịu ai sắc và chỉ dừng lại ở pha trao đổi chiêu cuối đến từ hai người chơi. Áp lực rất là lớn tới từ Isaac của Z, nó khiến cho bốn cái đồng hồ đã được xuất hiện trong đội hình bên phía của BFG. Và với việc là lên nhiều đồng hồ như thế này, tôi đang không hiểu rằng là cái lượng hiệu ứng mà các thành viên bên phía của roster Yang họ gây ra vào người bên phía của BFG sẽ được giải bằng cái gì đây. Nên nhớ rằng khi mà bạn dính hiệu ứng thì bạn sẽ không thể ấn được đồng hồ hay bất cứ một cái trang bị nào khác ngoại trừ khăn giải thuật. Và BFG vẫn đang gặp nguy hiểm, Evo có tình huống tiếp cận nhưng anh ta không kịp nhấn cho mình cú nộ lòng cước để đá ngược đối phương về. Nomel gặp nguy hiểm, cú chiêu cuối khá đẹp nhưng ngoài lập tức quay trở lại, ta bộ kiếm trúng ba người, chính xác hơn là hai người từ vị trí của Maru và anh ta đẩy lui thành công đối phương, trói buộc thành công đến từ Salem, nhưng cũng chỉ đơn thuần là những cái áp lực để khiến cho bên phía của roster Yang phải rút lui mà thôi. Điều gặp nguy hiểm tốc biến bỏ chạy, tốc biến theo để dứt điểm đến từ Zeki. Isaac dính cho mình một tình huống mua lăm đến từ Zeki nhưng ngay lập tức sử dụng khăn giải thuật và tốc biến để có thể chính xác hơn là đổ bóng để có thể bỏ chạy. Rát theo cánh dưới rất là free, anh ta cực kỳ free với tình huống đẩy đường này của mình. Hiện tại thì như tôi đã nói, những cái đường cánh vẫn đang mạnh hơn, vẫn đang là cái áp lực đến từ roster Yang và BFG cần phải có được cho mình những cái lời giải thích đáng và lời giải của họ đang muốn thực hiện là khu vực hàng Baron. Maru có thể gặp nguy hiểm, sắp đến cái thời điểm mà Rát theo anh ta sẽ bỏ qua sát thương đến từ trụ ba của đối phương để tấn công thẳng vào những cái thành viên phòng ngự. Ba thành viên bên phía của BFG đang ở cánh trên và với sức ép đến từ một loại Baron thì bên phía của roster Yang bắt buộc phải có cười cắt cử ra đây. Người di chuyển ra trước đó là Nomel với cú khiêu khích chính xác. Zeki bị dồn sát thương, anh ta phải lên bảng điểm số, bất dừng đến từ bên phía của BFG và Baron thuộc về roster Yang một cách rất đơn giản. Cú đá hơi bom đến từ vị trí của Dio nhưng nó là không đủ để khiến cho bất cứ một thành viên nào bên phía của roster Yang phải lên bảng điểm số. BFG mất 4 người, mất luôn cả một loại Baron và đây sẽ là những tín hiệu để kết thúc ván đấu đến từ roster Yang mà thôi. Tốc biến cố gắng dứt điểm đối phương, phản đòn thành công, có luôn đồng hồ để câu giờ nhưng nó làm thế nào để có thể trốn để anh ta tốc biến bỏ chạy. Nhưng nhà của BFG thì không chạy được đâu được cả và chiến thắng 2-0 dành cho thành viên bên phía của roster Yang ở trong cái đấu bio bà. Cảm giác ở trong ván thi đấu đầu tiên thì bên phía của BFG họ còn có thể làm tốt ở giai đoạn ban đầu, nhưng đến với ván thi đấu thứ hai thì KT roster họ vẫn cho thấy họ là những người chơi tốt hơn ở rất nhiều các vị trí. Ở khu vực nửa trên thì Fiora trong cái kèo thi đấu đối đầu với Riven, anh ta cũng làm vô cùng tốt và cái khả năng đẩy lẻ nó làm cái áp lực rất mạnh mẽ vào các thành viên của đối phương, khiến cho những sự chủ động để kiểm soát những mục tiêu lớn như rồng hay sứ giả và thậm chí là cả Baron nữa thì KT roster họ đều là người nắm được quyền chủ động so với bên phía của BFG. Một ván thi đấu mà tôi tưởng là nó sẽ kéo dài đến 3 ván đấu, nhưng hơi đáng tiếc thì BFG không thể nào gỡ lại